Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, với diễn biến giá thức ăn chăn nuôi hiện nay đang có xu hướng giảm, trong khi giá bán thịt heo lại tăng, ước tính mỗi con heo bán ra sau khi trừ các chi phí, người dân đang thu lãi từ 1 cho đến gần 2 triệu đồng trên một con. Tuy nhiên, thực tế là khi được giá, lại không có heo để bán, bởi sau một thời gian dài, giá heo xuống thấp, nhiều hộ nông dân quy mô nhỏ không mặn mà với việc tái đàn nữa. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi nhận định, nguồn cung thịt heo hiện nay giảm sút không chỉ riêng ở Việt Nam, mà một số nước lân cận cũng đã chủ động giảm đàn do suy thoái nền kinh tế. Hiện nay, giá heo hơi của các nước láng giềng cũng đang có xu hướng tăng. Trung Quốc cũng đang trên 60.000 đồng trên 1 kg, hay Lào và Campuchia cũng ở mức 61 cho đến 62.000 đồng theo giá quy đổi Việt Nam đồng. Do đó, mức chênh lệch giữa nước ta với các nước láng giềng không có nhiều. Vì thế mà việc vận chuyển heo qua biên giới hiện nay cũng đang hạn chế dần. Mặc dù vậy, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường vẫn chưa phục hồi. Giá thịt heo tăng cao đã kéo chỉ số giá tiêu dùng ở trong nước tăng lên. Nhiều dự báo cho thấy sang đầu tháng 6 năm 2024, giá heo hơi có thể sẽ tăng cao hơn nữa. Cao nhất vẫn kể đến các địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ như Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Bình hay là đối với khu vực Thái Nguyên, Nam Định. Các địa phương này trong ngày hôm nay đối với hàng VIP có mức giá 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg, còn bán thường thì ở mức 69 cho đến 70.000 đồng là nhiều. Các tỉnh ở khu vực Trung Du trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá cao. Phú Thọ trong ngày hôm nay ở mức 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Bắc Giang cũng ở mức 69 cho đến 70.000 đồng. Khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang trong ngày hôm nay ở mức 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg, tùy thuộc vào chất lượng của heo và tùy thuộc vào từng địa phương. Lào Cai và Yên Bái trong ngày hôm nay không có sự biến động. Ngay như các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên hay Hòa Bình trong ngày hôm nay cũng đi ngang. Bởi sau 2 ngày hạn chế xuất bán vào cuối tuần thì các công ty chăn nuôi lớn trong ngày hôm nay lại tung heo ra thị trường khá nhiều. Do đó, heo lậu và heo của các doanh nghiệp chăn nuôi ra thị trường là một trong những nguyên nhân khiến cho giá heo hơi ở thị trường miền Bắc trong 2 ngày qua có xu hướng chứng lại. Thậm chí một số địa phương không còn giữ được mức giá 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg như tuần vừa qua nữa. Còn các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có xu hướng đi ngang. Mức giá cao trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc khu vực miền Trung là 68 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg như khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đấy là đối với những hàng đẹp. Còn hàng xấu hơn có mức giá thấp từ hơn 1 cho đến 3.000 đồng tùy thuộc vào từng địa phương. Khu Quảng Bình, Quảng Trị có mức giá bình quân đạt 65.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 65 cho đến 67.000 đồng. Bình Định, Phú Yên hay khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay không có sự biến động về giá. Tương tự như vậy, các địa phương ở khu Tây Nguyên cũng không tăng thêm trong ngày hôm nay. Một số địa phương như Đắk Lắk hay Lâm Đồng có mức giá dao động từ 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Gia Lai, Kon Tum hay Đắk Nông không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Thị trường miền Nam vẫn duy trì mức giá cao, một số địa phương có mức giá 70.000 đồng trên 1 kg từ tuần qua và không có sự thay đổi trong ngày hôm nay. Ghi nhận khu vực miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh có mức giá phổ biến từ 66 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở khu vực miền Tây như Hậu Giang, Bến Tre hay là khu vực Sóc Trăng có mức giá dao động 69.000 đồng. An Giang, Tiền Giang hay khu vực Bạc Liêu, Kiên Giang và Trà Vinh trong ngày hôm nay không có sự thay đổi. Cần Thơ trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá 68.000 đồng trên 1 kg. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội có mức giá dao động từ 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương trong ngày hôm nay có mức giá 69 cho đến 70.000 đồng là phổ biến. Khu vực Thanh Miện trong ngày hôm nay báo giá 69.000 đồng, Hải Phòng,
69.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay duy trì mức giá 68 cho đến 70.000 đồng. Khu Khoái Châu của Hưng Yên heo đẹp có mức giá 70.000 đồng. Vĩnh Phúc 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Lập Thạch, Sông Lô nhiều nơi báo giá 70.000 đồng từ cách đây 2 cho đến 3 ngày. Và hôm nay vẫn đi ngang. Bắc Ninh 70.000 đồng trên 1 kg. Khuộc Nam Định 68 cho đến 70.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay cũng có mức giá 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Nhiều khuộc Kim Sơn hay khu vực Yên Mô, Yên Khánh có mức giá này. Hà Nam phổ biến mức giá 68 cho đến 69.000 đồng đối với những đàn heo đẹp, xấu hơn tùy thuộc vào chất lượng của heo. Thái Bình 68 cho đến 71.000 đồng. Hàng đẹp ở khu vực Hưng Hà của Thái Bình trong ngày hôm nay vẫn có mức giá 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vực Trung Du như khu vực Thái Nguyên 68 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg, Phú Thọ 68 cho đến 70.000 đồng, Bắc Cạn 69.000 đồng trên 1 kg. Ở khu vực Ba Bể trong ngày hôm nay nhiều nơi đang báo giá cùng như vậy. Tuyên Quang trong ngày hôm nay có mức giá 68 cho đến 70.000 đồng. Quảng Ninh 67 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn 69.000 đồng. Cục Lào Cai và Yên Bái trong ngày hôm nay phối mức giá 68 cho đến 70.000 đồng. Ghi nhận cuộc Lục Yên của Yên Bái là 69.000 đồng. Bảo Thắng của Lào Cai trong ngày hôm nay cũng báo giá 69.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang 69 cho đến 70.000 đồng đối với những đàn heo đẹp. Hà Giang và Cao Bằng báo giá dao động từ 68 cho đến 70.000 đồng như khu Quảng Bạ của Hà Giang, Vị Xuyên cũng có mức giá này. Hay khu vực Cao Bằng như Hòa An đang dao động khung giá 69.000 đồng trong ngày hôm nay. Các địa phương ở khu vực Tây Bắc như Sơn La 67 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Ở khu vực Mộc Châu, Vân Hồ hay Phú Yên có mức giá bình quân là 68.000 đồng. Lai Châu và Điện Biên có mức giá dao động 68 cho đến 72.000 đồng. Hòa Bình 67 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Như khu vực Tân Lạc có mức giá 68.000 đồng. Lạc Thủy trong ngày hôm nay cao hơn 69.000 đồng trên 1 kg. Đó là giá heo hơi ở các địa phương thuộc khu vực phía Bắc. Còn đối với khu vực miền Trung trong ngày hôm nay, ghi nhận khu vực Thanh Hóa phổ biến mức giá dao động từ 65 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Hàng VIP, hàng đẹp bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương ở một số huyện như khu vực Thạch Thành, Ngọc Lặc, Thọ Xuân hay khu vực Cẩm Thủy có mức giá 68 cho đến 69.000 đồng. Nghệ An phổ biến dao động 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Như khu vực Thanh Chương trong ngày hôm nay báo giá 68.000 đồng. Nghĩa Đàn 67 cho đến 68.000 đồng. Hà Tĩnh 66 cho đến 67.000 đồng. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Huế bình quân trong ngày hôm nay đạt mức giá 66.000 đồng. Đồng Nai trong ngày hôm nay có mức giá 67.000 đồng. Những đàn heo tròn ở khu vực Định Quán đã xuất hiện mức giá 68.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh 67.000 đồng. Khu vực Bình Dương, Bình Phước 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu 66 cho đến 68.000 đồng. Tây Ninh trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá 66.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ, như Long An trong ngày hôm nay có mức giá dao động 67 cho đến 68.000 đồng. Đồng Tháp cũng chạm mốc 68.000 đồng trên 1 kg khi địa phương này tăng đến 2.000 đồng trong ngày hôm nay. An Giang 66 cho đến 67.000 đồng. Khu vực Vĩnh Long trong ngày hôm nay tăng nhẹ thêm 1.000 đồng ở mức 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ 67 cho đến 68.000 đồng. Khu vực Hậu Giang trong ngày hôm nay phổ biến khung giá 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang 67.000 đồng. Cà Mau 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Tiền Giang có mức giá đỉnh điểm là 67 cho đến 69.000 đồng. Bến Tre 68.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá cao ở mức 66 cho đến 67.000 đồng. Trong khi đó Trà Vinh và Bạc Liêu ở mức từ 65 cho đến 66.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi. Mình thường bán heo quay rồi thì nó được. Còn nếu mình dớt cái mương lên mình thấy cho nên. Còn những con này máu cao nè. Các bạn thấy không? Nó khác xa chợ giật luôn nha. Nè, thì con gà đi bên quay mấy con máu cao cho các bạn thấy nha.
cái ổi này giòn ngọt cho nên nó con đứng kế con bự á, con đứng kế con bự á, đó nè nhìn tướng ta.